Gary Neville dùng Danny Welbeck để mỉa mai MU. MU đã nhận thất bại 1-2 ngay trong trận mở màn tại Ngoại hạng Anh. Họ tiếp tục thể hiện một hình ảnh bạc nhược khiến người hâm mộ của họ phải lắc đầu ngao ngán. Không thể phủ nhận rằng hầu hết các cầu thủ MU đều chơi tệ. Nhưng thực tế thì cũng có một vài nhân tố bên phía Brighton đã thi đấu xuất sắc. Điển hình như trường hợp của Danny Welbeck, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Đỏ, tên năng nổ và hiệu quả. Chính Welbeck kiến tạo để Pascal Gross mở tỷ số. Anh còn có nhiều tình huống di chuyển khiến các trung vệ của MU gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến ngôi sao người Anh tỏa sáng khi đối đầu với đội bóng cũ, cựu hậu vệ MU Gary Neville lập tức mỉa mai ngay sau khi Welbeck rời sân. Neville nhận xét: cầu thủ xuất sắc nhất trên sân của MU vừa mới rời sân, Welbeck. Ở buổi bình luận sau khi trận đấu kết thúc, cựu hậu vệ của Man Đỏ còn chỉ trích dữ dội hàng tiền vệ, nơi Fred và Scott McTominay đảm nhiệm. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.